Con gà biết nói. Ngày xưa, có chàng văn nhân Kim Sơn Đan vui vẻ thông minh, chuyên bày trò trừng trị đám trọc phú giàu có tham lam. Những câu chuyện về chàng được người dân truyền tai nhau kể mãi không hết. Một hôm nọ, Kim Sơn Đan lên kinh đô. Đúng ngày đó, nhà vua chuẩn bị đi săn, nên dân chúng tập trung về khu chợ, nơi nhà vua thường đi qua, để mong nhìn thấy nhà vua. Đã lâu rồi ta không được lên kinh thành, mọi thứ thay đổi nhanh quá. Nghe nói kiệu của nhà vua hôm nay sẽ đi qua đây, thật may mắn cho ta. Được nhìn thấy long nhan của bệ hạ chính là phúc phận lớn nhất. Nhưng giờ này còn sớm quá, chi bằng ta đi dạo quanh đây, xem có gì hay ho không, để mua về làm quà cho lũ học trò ở quê. Vì đoàn xe của nhà vua vẫn chưa đến, nên Kim Sơn Đan đi dạo chợ một lúc. Quầy hàng này trông bề thế nhất chợ đây. Có mua hàng không? Không thì tránh sang một bên cho người ta làm ăn. Thưa ông, mua gà này tôi nuôi đã được vài tháng. Bây giờ con nào con nấy đều lớn và chắc thịt lắm rồi. Vốn chưa muốn bán, nhưng các con tôi chuẩn bị đi học. Tôi muốn kiếm thêm chút tiền mua giấy mực cho chúng nó. Được rồi, tôi trả cho ông 1 đồng. Nhưng lúc tôi mua bu gà này cũng đã gần 1 đồng rồi. Rồi còn công chăm sóc mấy tháng trời nữa, ông trả thêm cho tôi chút đỉnh đi. Ôi trời ơi, ta trả thế là cao rồi đấy. Chứ nhìn mấy con gà của ngươi gầy gò như vậy, không biết là có bệnh tật gì không đây. Ông trả thêm cho, chứ thế này thì mấy con gà này đều do chính tay tôi chăm sóc, không có bệnh tật gì hết. Ông trả thêm cho tôi chút ít đi, 1 đồng không đủ để tôi mua giấy mực cho mấy đứa nhà tôi đâu. Bu gà này ông đem bán đi cũng được 3 đồng đấy ạ. Ta trả thế thôi, thích thì bán, không thích thì đi chỗ khác. Cả kinh thành này người bán gà nhiều vô kể, nhưng người mua như ta chỉ đếm trên đầu ngón tay thôi, người biết chưa? Vâng, tôi bán ạ. Đủ rồi nha, không phải đếm, đi đi. Mình chỉ mất 1 đồng để mua bu gà kia, nhưng lại bán được 5 đồng cho nhà khoan lớn. Quả là một vốn 4 lời. Những tên nông dân vùng này thật ngốc nghếch nên mới bị ta lừa như thế. Cứ mua vào với giá rẻ mạt, rồi đi bán gấp 5, gấp 10 lần như thế này thì chẳng mấy chốc mà giàu to. Từng hãy buông keo kiệt này, mua hàng hóa của nông dân nghèo với giá rẻ mạt, để sau đó bán lại cho các nhà quan với giá trên trời. Chỉ tội nghiệp những người nông dân bỏ tiền bạc, công sức lao động, nhưng chỉ nhận lại được vài đồng rẻ mạt. Còn tên lái buôn kia lại chẳng làm gì mà ngày càng giàu có, thật bất công mà. Mình phải dạy cho hắn một bài học mới được. Này anh có thể đổi cho ta bộ quần áo của anh được không? Sao cơ, anh muốn lấy bộ quần áo rách rưới của tôi làm gì? Anh cứ đổi cho tôi, rồi chờ mà xem trò vui. Mua gì? Tôi mới từ quê lên đây, muốn mua một món gì đó để làm kỷ niệm. Nhưng nhìn đi nhìn lại thì cửa hàng của ông lớn nhất khu chợ này, chắc hẳn có rất nhiều món đồ quý hiếm phải không? Xem ra anh cũng có mắt nhìn đấy. Cửa hàng của ta không chỉ lớn nhất khu chợ này mà lớn nhất trong thành này ấy chứ. Tất cả các quan viên giàu có đều đến đây để mua đồ mỗi ngày. Ở chỗ ta có tất cả mọi thứ, anh cứ tùy ý mà chọn. Loài chim kỳ lạ này là chim gì vậy thưa ngài? Trông nó thật đẹp. Ở quê tôi chưa thấy loài chim quý hiếm này bao giờ. Đúng là cửa tiệm của ông chỉ toàn những thứ có bầu không hai ha. Hắn là nông dân mà không biết kia là con gà trống sao? Chắc tên này bị ngơ ngẩn. Ta sẽ lừa hắn kiếm một món hời. Lần đầu tiên anh nhìn thấy con chim này chứ gì? Nó là phượng hoàng đấy. Chim phượng hoàng ư? Tôi chưa nghe nói đến loài chim này bao giờ. Anh chưa nghe nói đến là đúng rồi. Loài chim này quý hiếm lắm. Ở đây chỉ có một mà thôi. Con chim phượng hoàng duy nhất, nó chỉ xuất hiện để đón mừng một người cực kỳ kiệt xuất mà thôi. Thật sao? Tôi muốn mua con phượng hoàng này. Giá của nó là bao nhiêu ạ? Thật lòng ta không có muốn bán nó đâu. Con chim quý giá như thế này không biết bao giờ ta mới có được lần nữa. Bán cho anh thì tiếc lắm. Hơn nữa nếu bán thì giá rất cao đấy. Vậy thì tôi lại càng muốn mua nó. Giá bao nhiêu? Ông cứ nói đi. Nhất định tôi phải mua nó bằng được. Mới chỉ nói thế thôi mà tên ngốc này đã nóng lòng muốn mua rồi. Phen này thì lời to rồi.
con gà này vốn chỉ đáng giá vài xu mà thôi. Tôi nể anh lắm mới đồng ý bán đấy nha. Thôi thì anh cứ đưa tôi 20 lượng là được. Con Phượng Hoàng này nếu bán cho nhà quan lớn thì ít nhất tôi cũng được 50 lượng đấy. Nếu anh nuôi con Phượng Hoàng này trong nhà thì chắc chắn sẽ sinh ra những đứa con tài giỏi hiếm có. Còn anh mang đi tặng thì tôi đảm bảo ai ai cũng phải ưng ý với món quà này. Vốn dĩ tôi muốn đem nó tặng cho quan lớn để được ngày ấy ưu ái. Nhưng nếu anh muốn mua như vậy thì tôi đành nhượng lại cho anh. Thì quá đi, tôi sẽ trả cho ông 20 lượng bạc ngay lập tức. Đúng là tình lái buồn đê thiện. 20 lượng ngư, đó là cái giá cắt cổ. Ở chợ, một con gà trống thường chỉ có giá 3 hoặc 4 xu là cùng. Được rồi, đã thế này thì đừng trách ta cho ngươi một bài học đích đáng. Xin trả ông, cảm ơn ông đã bán con Phượng Hoàng quý hiếm này cho tôi. Được rồi, được rồi, cậu hài lòng là được rồi. Sao trên đời này lại có cái thằng ngu như vậy chứ? Chúc nhà vua sống lâu trăm tuổi. Chúc nhà vua sống lâu trăm tuổi. Tên tiện nhân to gan dám chắn đường nhà vua Buông tôi ra, tôi phải gặp nhà vua mới được. Tôi có một món quà quý giá muốn dâng lên ngài. Ủa, chắc là một kẻ ngớ ngẩn, lại còn kẹp nách con gà trống hớm quá. Buông tôi ra, tôi phải gặp được nhà vua. Tôi có một món quà quý giá muốn dâng lên ngài. Buông ra, buông ra. Dừng kiểu, có chuyện gì mà ồn ào như vậy? Tên kia là ai? Sao dám chặn kiểu của ta như vậy? Buông tàu bị hạ, phía dưới có một kẻ kêu gào đòi gặp người. Hắn ta nói có một vật quý muốn dâng lên cho bệ hạ. Được rồi, cho anh ta vào đây. Buông tàu bị hạ, con là một nông dân tầm thường, từ làng quê ra thăm thú kinh thành. Cảm tạ ông trời đã cho con được gặp bệ hạ để bày tỏ tấm lòng ngưỡng mộ của con. Con không biết phải làm thế nào để tỏ hết lòng biết ơn của con với công lao trời biển của người. Một tên nông dân mà cũng biết ăn nói gớm, ta cho người đứng. Gà trống là Phượng Hoàng chứ? Thật là khi quân phạm thượng, người dám dâng lên nhà vua một thứ quà tặng quá sức tầm thường. Không những thế, còn trí trá khẳng định con gà trống này là loài Phượng Hoàng quý nữa. Lính đâu, tống giam hắn cho ta. Con không dám trí trá. Chính vị lái buôn ấy nói với con, nó là Phượng Hoàng. Ban uổng cho con quá. Dám cả gan bỡn cợt hoàng thượng, lại còn kêu ban uổng gì nữa? Tiện nhân to gan, còn không lôi hắn ta vào ngục đi. Dạ, xin hoàng thượng minh xét. Quả thật con bị oan. Chính tên lái buôn đã nói với con rằng đó là Phượng Hoàng. Chứ càng còn to bằng trời cũng không dám mạo phạm tới hoàng thượng đâu ạ. Ta ngờ rằng người nông dân ngây ngô này đã bị tên lái buôn lừa đảo. Người đâu, tìm và đưa tên lái buôn bán gà đến gặp ta ngay lập tức. Người đã bán cho anh chàng này một con Phượng Hoàng sao? Muôn tàu bị hạ, anh ta đã hỏi con rằng đây là giống chim gì mà kỳ lạ như vậy. Con biết mình đã hành động sai trái khi nói dối anh ta đây là Phượng Hoàng. Nhưng khi thấy tên nông dân ngu ngốc này còn không nhận ra con gà trống, con đã nói đùa với hắn đây là Phượng Hoàng. Thưa bệ hạ, người lái buôn này đã nói với con rằng con Phượng Hoàng này rất quý hiếm. Ông ta khẳng định nếu con nuôi nó thì sẽ sinh ra nhân tài xuất chúng. Còn nếu đem tặng thì sẽ chứng tỏ được sự cao quý của người đó. Vậy nên con mới nghĩ rằng bệ hạ chính là người xứng đáng nuôi nó nhất. Nhưng thật không ngờ đây chỉ là một con gà trống. Con quả thật đã bị ông ta lừa nên mới mạo phạm tới bệ hạ như vậy. Mong người minh xét ạ. Chắc người không thể ngờ rằng anh chàng này đã đem con gà trống này
để dâng tặng lên cho ta phải không? Tại sao ngươi lại lừa hắn? Đó là một con phượng hoàng. Vậy ngươi bán cho hắn con gà trống này với giá bao nhiêu? Ủa, mong bị hạ rủ lòng thương. Thật lòng con chỉ đùa với anh ta, đây là phượng hoàng thôi. Nhưng anh ta nhất định muốn mua bằng mỗi giá. Con mới bán cho anh ta với giá 20 lượng ạ. Con cũng chỉ lấy đúng giá thị trường của một con gà trống thôi, chứ chẳng dám lấy hơn một xu. Cái gì? Ngay cả trước mặt nhà vua mà ngươi cũng dám nói dối sao? Ngươi đã đòi ta 300 lượng và ta đã phải vét sạch tiền trong nhà để trả cho ngươi không thiếu một xu. Ngươi đúng là vu khống. Ta đòi 300 lượng lúc nào? Rõ ràng ta chỉ lấy của ngươi 20 lượng mà thôi. Ngươi đang muốn cướp hết tiền bạc của ta có đúng vậy không? Thưa bệ hạ, hắn ta vu oan cho con. Quả thật con chỉ đòi 20 lượng không hơn. Bệ hạ xin hãy tin con. Lần này con nói thật đi ạ. Người nói dối một người nông dân cả tin rằng con gà trống là phượng hoàng quý. Thế mà bây giờ người muốn ta tin rằng người đang nói sự thật sao? Người chỉ là một phường trộm cắp vô lại. Người còn thấy xấu hổ khi lừa đảo một người nông dân cả tin hay sao? Đúng thế ạ. Bệ hạ anh minh lắm ạ. Người hãy trả lại ngay 300 lượng cho anh nông dân này. Bằng không ta sẽ hạ lệnh tống giam ngươi. Còn nữa, từ nay ngươi phải làm ăn đàng hoàng, không được lừa dân nghèo để làm giàu cho bản thân mình. Nếu ta phát hiện ngươi còn dám làm vậy, ta sẽ không cho ngươi được buôn bán trong kinh thành này nữa. Không còn cách nào khác, hắn đưa cho Kim Sondan 300 lượng vàng và nhận lại con gà trống. Từ đó về sau, hắn không bao giờ dám làm ăn trí trá và khinh thường dân nghèo nữa. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé!